Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thành Phong chiến thắng, số phận Nguyễn Văn Thể đang lầm nguy. Như vậy là xem như Nguyễn Thành Phong đã chắc chắn ngồi lại chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ít nhất thêm một nhiệm kỳ nữa. Từ ứng cử viên cho chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi chức Bí thư tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn Thể đều lần lượt bị đánh trượt. Như vậy là Nguyễn Văn Thể chỉ có con đường ngồi lại chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mà thôi. Vào ngày 16 tháng 7, ông Nguyễn Thành Phong được ông Thủ tướng của Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây được xem như là kết quả chiến thắng cho Nguyễn Thành Phong, vì từ tháng 4 vừa qua, nhiều tin tức cho biết là Nguyễn Thành Phong muốn thay vị trí khác và ông Nguyễn Phú Trọng sẽ để ông Nguyễn Văn Thể về. Tuy nhiên, việc này đã không thể xảy ra. Và lúc đó, Nguyễn Thành Phong cũng liên tục vận động từ trung ương đến địa phương để ông được phép ở lại. Và cũng nhờ đại dịch COVID-19 mà ông Phong với vai trò trưởng ban phòng chống dịch và là nhân vật không thể thay thế. Nói chung, chiến dịch vận động của Nguyễn Thành Phong là hội đủ điều kiện thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Vào ngày 16 tháng 7, ông Trương Hòa Bình khi đó còn là Phó Thủ tướng Thường trực đã thay mặt ông Phạm Minh Chính chủ trì lễ trao các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thành Phong là một người chịu trách nhiệm chống dịch. Kết quả chống dịch có thành công hay không, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ông Nguyễn Văn Nên đối với Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Thành Phong chống dịch có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại. Tuy nhiên, nếu thay ngựa giữa dòng thì nguy cơ thất bại sẽ cao hơn nhiều. Vì vậy, để có sự an toàn, Nguyễn Văn Nên vẫn muốn Nguyễn Thành Phong tiếp tục ở lại. Và lý do giữ Nguyễn Thành Phong ở lại để làm gì? Tiếp theo, đó là trong buổi trao quyết định này, ông Nguyễn Văn Nên có tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Phong. Đây cũng như là ông Nguyễn Văn Nên gửi gắm số phận vào sự nỗ lực của Nguyễn Thành Phong trong vai trò chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Nguyễn Thành Phong chống dịch thành công thì Nguyễn Văn Nên cũng được hưởng lây. Nếu muốn phá thành công vụ án Thủ Thiêm thì cũng không thể thiếu sự đóng góp của ông Nguyễn Thành Phong. Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí rất quan trọng, đóng góp lớn cho ngân sách của cả nước tới gần 30%, là nơi kiếm trác rất đậm. Nguyễn Văn Thể đã quá tai tiếng ở Bộ Giao thông Vận tải. Ông ta rất cần một chiếc ghế mới để làm mới mình. Tuy nhiên, ông Thể đã đấu không lại với ông Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong đã chiến thắng. Ông Trương Hòa Bình đã không ngại nói thẳng, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang ở thời điểm hết sức khó khăn khi đang phải đối phó với đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Chắc chắn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ảnh hưởng và khó đạt được yêu cầu đặt ra với tăng trưởng kinh tế. Vì thế, cần những giải pháp quyết liệt ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh để 6 tháng cuối năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức tăng trưởng dương và phấn đấu ở mức cao nhất. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch tốt, vừa duy trì sản xuất trong điều kiện khó khăn hiện nay. Chính vì thế, chỉ có thể giữ lại Nguyễn Thành Phong thì mới biết xử lý công việc. Còn nếu thay thì rất có thể nền kinh tế của thành phố này sẽ bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chỉ thị 16 được một tuần và còn một tuần nữa áp dụng giãn cách xã hội. Việc ngăn chặn đẩy lùi số ca mắc COVID-19 xuống sâu là công việc rất khó và không được gián đoạn. Trước mắt, ông Nguyễn Thành Phong cùng với những người trong ekip điều hành công tác chống dịch, đây như là một thử thách vượt chướng ngại vật. Để tăng tốc trong thời gian 7 ngày rất quan trọng còn lại của quỹ thời gian 15 ngày mà Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Và lực lượng ở Bến Tre cũng đang phát triển mạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà Trung ương Đảng không muốn dùng người thành phố để điều hành chính quyền thành phố. Mục đích là để dễ lấy đi trên 80% ngân sách thành phố này. Nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh là con bò sữa mà chính quyền này họ muốn vắt và vắt cho kiệt. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, Trung ương
cứ bổ nhiệm những người từ nơi khác về để nắm quyền ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, trong dàn lãnh đạo thành phố có Trần Lưu Quang và Nguyễn Văn Nên đều là dân ở Tây Ninh. Nay có Phan Văn Mãi và Nguyễn Thành Phong cũng đều là dân ở Bến Tre. Được biết, chính quyền ở đây với ông Nguyễn Thành Phong đã vận động cho Phan Văn Mãi về thành phố Hồ Chí Minh và sau đó Phan Văn Mãi lại vận động cho Nguyễn Thành Phong được ở lại. Kỳ này, Nguyễn Thành Phong ở lại chức chủ tịch thành phố cùng với Phan Văn Mãi là phó bí thư thường trực thì Nguyễn Thành Phong chẳng khác nào hổ mọc thêm vây cánh. Việc kết hợp giữa Phan Văn Mãi và Nguyễn Thành Phong sẽ là chuyện trong nhiều năm tới, ít nhất là 5 năm. Từ đây, sau khi được ở lại thành phố, Nguyễn Thành Phong phải củng cố và tăng cường lực lượng y tế thành phố Hồ Chí Minh đến các cơ sở. Và theo ông Nguyễn Văn Nên, hiện nay lực lượng chủ công của thành phố Hồ Chí Minh có một số bộ phận bị đuối sức, có nơi yếu, có nơi rất thiếu. Và thành phố Hồ Chí Minh đã có tăng cường nhưng phải tiếp tục quan tâm đặc biệt đến đội ngũ này. Bởi vì hơn ai hết trong công tác chống dịch, nếu mà hệ thống y tế suy yếu sẽ đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn và đổ vỡ hết. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng phải thực hiện huy động nhanh nhất các nguồn lực y tế của toàn xã hội tham gia vào việc xét nghiệm, tư vấn, điều trị và tiêm vaccine. Chiến lược tiêm vaccine phải triển khai chặt chẽ, không để xảy ra ùn ứ, tập trung đông người, không xảy ra lây nhiễm chéo. Và nhiệm vụ của Nguyễn Thành Phong lúc này là khá nặng nề, đó là nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế là một điều kiện phi lý, nhưng ông Nguyễn Thành Phong không xử lý khéo thì rất dễ bị kiểm điểm và khiển trách. Nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế là đòn bẩy giúp duy trì ổn định, không được đứt gãy gián đoạn sự phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh là rất khó, vì đây chính là nơi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang dựa vào kinh tế để có thể duy trì sự tồn tại của mình. Không biết liệu 5 năm tới đây giữa Phan Văn Mãi và Nguyễn Thành Phong có thành một cặp ăn ý hay không. Tuy nhiên, điều mà ai cũng biết trong năm tới cả hai ông này đều muốn nhắm đến chiếc ghế của ông Nguyễn Văn Nên. Vì thế khả năng hai ông này đối đầu cao hơn là phối hợp. Trước mắt các cuộc chiến nổi lên thì chưa thấy, nhưng tương lai hứa hẹn là chiến đấu với nhau sẽ rất mạnh. Và tính địa phương của người miền Nam không bằng người miền Trung, vì thế hai người ở Bến Tre trong bộ máy chính quyền thành phố rất dễ gặp trường hợp đối đầu lẫn nhau. Và câu hỏi đặt ra là có thể Nguyễn Văn Thể sẽ trắng tay hay không? Kết thúc kỳ họp Quốc hội khóa 15 này, nếu ông Thể còn ngồi chiếc ghế bộ trưởng thì vẫn có thể ổn. Còn nếu ông Thể không còn ngồi vào ghế bộ trưởng thì xem như sự nghiệp chính trị của Nguyễn Văn Thể cũng kết thúc ở đây. Vết đen trong hồ sơ lý lịch Nguyễn Văn Thể đang còn một vết to tướng, đó là sai phạm trong vụ án liên quan đến ông cựu bộ trưởng Đinh La Thăng. Đinh La Thăng thì đã đi tù, tuy nhiên sai phạm trong vụ án đó có Nguyễn Văn Thể. Lúc đó ông Nguyễn Văn Thể cũng có thể có bút phê trong một số văn bản liên quan. Và trong vụ án ông Đinh La Thăng bị truy tố cùng 19 bị can, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường. Ngoài ra còn có những người khác như cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Chí Thành là cựu quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải, Dương Tuấn Minh là cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long, gọi là Tổng công ty Cửu Long. Tiếp theo là Dương Thị Trâm Anh, cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long. Nguyễn Thu Trang là cựu Phó Phòng Đầu tư Tổng công ty Cửu Long. Và Lê Trung Cường, chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể đang chờ đợi liệu ông có còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hay không. Đấy là vết nhơ, không biết lần đề xuất lại các tổ chức và các chức danh của Bộ, ông Phạm Minh Chính có loại Nguyễn Văn Thể hay không. Nếu loại được Nguyễn Văn Thể thì xem như sự nghiệp chính trị của Nguyễn Văn Thể cũng chấm dứt. Kết quả như thế nào thì sự thiệt thòi mà người dân vẫn phải gánh chịu, và các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam có hạ cánh thì vẫn an toàn với một đống tài sản tham nhũng và hối lộ nhận được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Nguyễn Thành Phong chiến thắng, số phận Nguyễn Văn Thể đang lâm nguy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.